Cho cháu nội tôi nướng cá này ăn thấy ngon quá bà con ơi. Nhà bà con ủng hộ giùm cho nó nha. Dạ, cảm ơn nội. Anh nói đạt kết quả thì tôi mừng dữ lắm. Bị gì chào cả nhà. Cả nhà sáng nay mình có đi chợ á, thấy cá chạch ngon quá cả nhà. Bởi vậy mình có mua 1,5 kg nè. Để giờ làm món cá chạch nướng sa tế ăn cả nhà ơi. Giờ Như đang chuẩn bị ướp nè. Đấy. Thì trong cái thành phần ướp của mình thì mình có muối đường bột ngọt ha. Với thêm tiêu rồi tỏi nữa. Mà không có thể thiếu là sa tế nha cả nhà. Đúng rồi, sa tế là quan trọng nhất. Rồi, giờ em bắt đầu ướp đi. Đó. Cá này. Cá này nãy mình đã rửa sạch rồi. Với mình có cắt kỳ đồ hết rồi. Rồi mình cũng mổ bụng á cả nhà. Rồi cắt khía khía vậy nè. Để giờ mình ướp cho nó thấm. Cái này cá chạch quế nha cả nhà. Sáng đi ngang thấy ngon quá, tươi trong luôn, phải hai đứa lưỡi vô mua. Cá mập luôn. Mà từ đó giờ cá chạch ở dưới sông mình thì mình ăn nhiều rồi, còn cá chạch này mình chưa có ăn, nay thử coi là làm mình nướng ăn thử rồi sao ha cả nhà. Nè, giờ như ướp rồi nè, thấy lên màu đẹp ha. Đúng rồi, có sao tới như màu đẹp vô. Rồi cái phần cá của mình ướp xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi xiên que nha. Nãy mình có chuốt mấy cây que để hồi mình xiên vô cá này mình đem đi nướng. Rồi cá nãy giờ chắc cũng khoảng 5-10 phút vậy cả nhà. Giờ nó thấm rồi. Giờ anh Tân sẽ xiên que nó. Nãy tre nè, nãy tre cái đấy chẻ nè. Chẻ mấy que tre nè. Giờ xiên que nó. Cái này nãy mình ướp á, mình ướp cho tại món này món ngủ của bà nội á, cho nên sợ cay nên ướp ít cay ha. Hy vọng là hồi nó sẽ không cay. Sa tế sẽ nó cay á. Wow, anh xiên hết cái con không anh? Anh xiên hết cái con cá luôn không? Xiên thêm chút nữa anh, cho nó thẳng con cá luôn anh. Thẳng luôn, cho hồi nó không cong con cá. Đó, đây. Xong một con. Nhìn cá nó mập lù luôn anh. Nãy chút cái cây này hơi bự rồi. Thôi kệ đi, con cá mập mà, phải cái cây phải mập chứ. Nó phải chịu nổi chứ. Rồi còn con cuối cùng nè cả nhà. Rồi. Sao mà đi nướng anh đây. Con cuối cùng là xong. Rồi đây, thành phẩm của tụi mình đây. Dư mấy cây rồi. Ây. Quá đã luôn. Chưa nướng mà thấy hấp dẫn rồi đó. Rồi đi nướng anh đây. Đi thôi. Anh Tân xiên cá xong rồi nướng than, có than rồi nè cả nhà. Xong rồi giờ nướng cả nhà, bắt đầu nướng đi anh ơi.
than vỏ dừa nó quá trời than luôn nè, đốt xíu rồi quá trời than luôn rồi. Ồ, cá chạch cẩn thận nha anh, nóng lắm, than nóng lắm. Cá chạch nhìn hấp dẫn quá. Than nóng lắm luôn á. Vỏ dừa này ha, hồi than quá trời than luôn. Cá này hồi nướng xong chắc ngon lắm anh, thơm ha. Hồi hồi nhỏ em thích ăn cá chạch lắm luôn á, mà lớn cái ít ăn lắm. Hồi nhỏ lâu lâu có cá chạch á, cha đem bắt cho đem về á, cái cũng nướng á hoặc là chiên á, ngon lắm. Đúng rồi, đó cha cũng bắt á, hay bắt rồi đặt lờ rồi đó. Giờ này cái làm như lâu cái quên món này luôn á, quá lâu quên luôn. Này ăn lại chắc ngon lắm á. Hello, xin chào. Úc Yêu, Úc Yêu đem cho mình cái dĩa đựng nè. Đó, Úc Yêu. Cảm ơn Úc Yêu nha. Ngon lắm. Úc Yêu thích ăn cá chạch không Úc Yêu? Thích. Đây. Wow, mỏ nó chảy xè 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 lửa luôn cả. Thơm quá. Giờ nó xèo 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 luôn rồi. Phúng 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 luôn. Ông bà nội thích món này đó phải không anh? Thích lắm. Dạ. Lâu lắm rồi ông nội mới ủ, mà ông nội lâu lắm chưa mới ăn anh, hay là lâu lắm luôn hả? Ông nội nhắc món này hoài luôn cả nhà. Ông nội thích món này lắm. Bà nội cũng thích nữa. Nên hai đứa mình hôm nay ghé cho chợ cái thấy ngon quá mua luôn. Đây, cha mình đây. Cha thấy là không kịp cho ra phụ rồi. Không kịp luôn rồi. Cháy quá. Bay mùi thơm quá anh ơi. Nè, trong quay sát cảnh nha. Đây. Mê chưa? Mà muốn khác luôn rồi. Một cá chạch nướng là đúng bài luôn. Đúng bài luôn. Bài thế luôn. Này chứ còn tính chấm cái gì em Nhi? Dạ. Mắm me được không con? Mắm me chắc hoặc là muối ớt chanh chơi, hoặc là mắm me cũng được. Thơm quá. Ồ, thơm mùi nướng cá, đã ghê, thơm ghê luôn. Anh còn chảy mỡ gì mấy con cá. anh ngồi gần á, lửa. Anh muốn chảy mỡ luôn. Bởi vậy mấy con cá này phải chảy mỡ đúng rồi cả nhà. Anh ngồi cái bên mà anh muốn thèm, anh muốn ăn luôn kìa. Anh cầm lên hửi hoài luôn á. Đó giờ anh cầm lên hửi hoài luôn. Rồi cha thích lại ngồi để chay rượu cái bên rồi cả nhà. Để chay rượu cái bên là nhâm nhi là ngon số 1 luôn rồi. Này rượu đế cha, ngon hả cha? Cá thịt lấu nhớ, lộn cá chập tàu quế nhớ nhỏ thôi. Quế bự. Còn chạch đồng của bệnh đó thì chạch đồng khác cũng quý lắm. Còn chạch lấu thì bự hơn. Mà ra chợ khi có thì không, nhưng đâu phải bữa nào cũng có đâu. Lấu giờ có chín. À, cá nghe mùi thơm nó ra luôn đó nha. Nghe mùi cá thơm quá trời nó ra chơi luôn nè. Ra. Đồng như đó nó nhỏ hơn cái này. Đó, thấy mê ghê chưa?
giờ nó vàng luôn anh. Chắc cũng khoảng 50 phút nữa được ha. Quá thơm luôn rồi. Cái này mà đang đói bụng ha, nghe cái mùi này ha, thơm, ngon, đói bụng thêm luôn á. Nội cầm thử cái chạch này nha. Nội nói cái chạch gì bự quá. Dạ. Dạ. Này cái chạch quế, nội có biết sao nó bự vậy nữa. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cuối cùng thì cái món cá chạch nước sạch tế xong mình rồi, xong rồi. Ôi ơi quá trời ngon luôn cả nhà. Thơm phức luôn. Rồi bữa nay cả nhà thấy điều đặc biệt không? Hôm nay có bà nội mình quay chung nữa. Không, bà nội của mình đó. Bà trai có yêu nữa. Đúng rồi. Thì hai mình mời cả nhà ăn chung với ông cháu mình nha, với cha mẹ nữa. Cha mình nè. Mẹ mình không có quay được cả nhà. Mẹ mình bận rồi. Thôi mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà với gia đình mình luôn nha. Ông bà nội ăn luôn rồi. Mời bà nội ăn luôn. Các bạn phải cắt cho bà nội nha. Cắt ra đây. Món này món khoái khẩu của ông nội nha cả nhà. Ông nội thích lắm mà lâu rồi chưa được ăn á. Món ăn này là ngon lắm. Dạ. Có lắm. Cắt hai đi rồi bà cầm bà cắt. Dạ. Thơm. Kỹ thuật nướng là càng hay. Không phải không biết cay không á. Chiên thì không có. Con hồi nãy con làm. Nay con thử đi nội. Con nó cay. Ủa ăn gì đó anh Tương? Rồi chưa? Ăn đoạn qua tôi nó vui. Chứ bây giờ trên thượng làm đồ ăn với My làm đồ ăn mà tao có rớ đâu. Ăn giờ ăn ít mà nó cũng no gì ăn ngán nhiều. Cảm ơn. Ăn luôn nè. Cầm thì ăn và ngon lắm. Cầm cũng mới ngon. Nội cầm dạ, đúng rồi, cầm mới ngon thôi. Ăn bốc một hút vậy đó là nó mới vui. Bắt trước rồi nè. Bắt trước rồi bắt luôn. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Bắt chứ nội ăn bóc luôn cả nhà. Vừa rồi đó. Rồi mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà. Như vừa ăn à. Mời cả nhà vô. Nó cay không nội? Nãy không sợ cay với nội không được á. Nội ít rồi. Ít cay. Ngon không? Không có cay nhưng mà cho bà ăn vậy vừa và khỏi chấm. Dạ. Nội nó khỏi chấm nước chấm luôn. Vừa rồi. Ăn này phải rắn này không được chưa ăn nè phải uống vài ly rượu vô cho nó chà phải nhâm nhi gầy ly rượu đế cả nhà túng mồi bén rồi mồi bén nó dụng cái để cái đựng xương ông bà ê nội còn dư chén rồi nội quá trời béo cả nhà cá này béo lắm thịt nó ngọt ghê luôn cả nhà từ bên trong răng cỏ cừu méo mó quá ăn uống bởi giờ không đi dám đồ tôi thì anh ăn cái này không ăn được nè ngon răng còn rửa nồi rửa cho nồi rửa quá cho rửa được cá bự cho nồi ăn mọi thứ ăn thấy ngon lắm cho viên con bự chúng xương như con mắc cổ thấy không được chào đi cả được không đỡ chưa đỡ chưa nó cái chân xương nha cái nào nó nuôi hay là cách sao á cách nuôi nội nhâm ly nữa nội với rau nội nội nhâm ly nó sẽ lách miệng bà mừng cho nội bà
Tôi bà nhiêu đây nha. Tôi gồng bà. Nay bà nội uống rượu luôn cả nhà. Uống cạch tiêu. Uống rượu cũng phải nói là một hai lời uống rượu. Phải nói vậy đó thôi chứ. Để ta người có duyên nói chuyện nhỏ nhỏ cũng được. Giờ tất cả bà con là cũng chúc mừng cho cháu nội tôi bữa nay nó làm cái chạch nước. Bởi vì hổm á ông nội đi đám ăn cái chạch nước ổng về ao ước hoài hôm đó nay chưa làm được, nay làm thực hành được rồi. Nãy ăn thấy ngon quá, cũng chúc mừng cho cháu nội tôi uống nếu rượu chung vui với nói với bà con nha. Thôi bố ta. Là hót biểu hay quá. Là có duyên mà người ta chỉ đó. Chứ. Trời ơi. Thôi uống chút là đâu dám uống nữa. Thôi về được rồi, hay bà về được cá lắm. Rồi mời cả nhà ly rượu nha. Anh cũng uống rượu luôn hả? Uống cà tiêu, lâu lâu có mồi bán. Mỗi xương nó cũng dễ, nó có một bề, con bề. Dạ. Cá này xương hết nổi giữa. Ăn mà thấy nó đắng mà trúng cái mật á. Ngon như sao? Bao cho lấy rồi, con ngọc có khi nó sót. Quá trời béo. Ăn nướng mà mỡ nó tươm ra luôn. Nó tươm. Vậy mà phải chiên này chắc ăn nổi quá bạn. Dạ. Chiên dầu không? Nướng dĩ nghe không? Dạ, dĩ nướng. Vậy đó. Nướng dĩ cũng chưa ngon bằng nướng ba tôi nữa. Dạ. Kỳ cục có cái mỗi cái nó ngon khác nhau đó. Nướng tươi nướng cơm nè. À, nướng than cũng được nữa. Nhưng mà nướng dĩ vậy cũng không bằng. Cái kỳ côi món ăn nó ngon ngộ vậy đó. Không có dĩ lọ không mà ăn. Biến than biến lọ. Biết rồi, thì nó coi kỳ vậy chứ. Cái mùi vị nó khác nhau bà ơi. Nhưng mà bà nướng con cá đi. Bà nướng bà kê lên, mà nướng không bằng cái tui rơm vậy đó. Cái kỳ thơm mùi vị nó. Đó con cũng mới ăn cá chạch này chứ. Hồi xưa ăn cá chạch chạch sông thôi mà. Ừ, nó nhỏ con tay không mà. Để lúc nào cũng có mua về nên nửa than vậy đập đầu đem đút lòng nướng đi ăn thôi. Dạ. Cái mùi nó ngọt hơn. Dạ. Ngọt dữ lắm. Ngà thơm ngon lắm. Cá chạch sông rồi. Cá này cũng được nữa. Nướng tươi. Cá này nó nuôi ra nó mỡ nó nhiều. À, nếu mà nướng tươi thì mỡ nó thơm ra rồi là nó mất to đó. Dạ. Khó nấu, cái này nấu tươi không được. Dạ. Nếu mình chỉ dùng nửa gom vô mà nó mập, nó mỡ dữ lắm. Dạ. Mỡ nó tươi. Nó dù kìa ẩm trăm nướng rồi, ta bỏ luôn á. Tại nó tươi lại đâu có mỡ. Dạ, nướng tươi mấy con cá sông mình á. Ừ. Chỗ chiếu trình hình khán giả mà nãy giờ bà phê bình tôi không khẩu khen tôi chút nào chứ, có loại cá nướng tươi với lợ xong ăn được ngon đi nè. Cá chập này ta nuôi cái nuôi đúng à, nuôi cho ăn thức ăn chắc quá đầu giờ cũng chứa quá cái gì cũng nuôi luôn. Cái xương nó bự. Dạ. Để ráng ăn kỹ kỹ đó để bỏ uổng. Cạp cho cạp. Bỏ là uổng cái gì đâu uổng. Thái ra nhờ chứ uổng cái gì. Ừ. Đó nhờ. Đó nhờ chứ uổng gì đâu. Bà nói vậy sao được. Trời ơi bà không nhớ hồi xưa mình ăn tiết kiệm từ chút. Giờ đủ đạm rồi. Quá nhiều vô già quá. Ừ, cá cả nửa chén rồi. Nó bự. Cái này nấu đủ chua không? Ừ, không sao mấy lần. Dạ. Đủ chua rồi. Thôi thôi. Cái ngọt á. Ủa Biêu này, ăn thấy ngon không Biêu? Ngon. Hấp dẫn ngọt thịt hết. Đặc biệt là nó chấm. Nước chấm muối ớt chanh này cả nhà. Rồi. Thì ngon.
Thằng Trinh kêu tao hiểu. Miễn gì lên quá hả? Ốc quá. Anh biết, hiểu tao nói gì này giờ quá đỉnh. Cảm nhận. À, cảm nhận. Chứ phải con nói cảm nhận là biết rồi, nhưng mà giờ thưởng thức. Dạ. Cũng mời mà nói thế. Thưởng thức. Đã rồi. Giờ thưởng thức thôi. Mà cho nội tụi nướng cá này ăn thấy ngon quá bà con ơi. Nhà bà con ủng hộ giùm cho nó nha. Dạ, cảm ơn nội. Anh nói đạt kết quả thì tôi mừng dữ lắm. Bởi vì tôi giờ ở chung với nó nuôi thì nó được kết quả thì tôi mừng. Dạ. Nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh dễ yêu nha. Cảm ơn yêu. Rồi video của mình cũng hơi dài cả nhà, chắc tụi mình cũng xin tạm biệt cả nhà, kết thúc ở đây cả nhà. Gia đình mình chào cả nhà nha. Rồi nếu thích kênh Mì Tiêu, cả nhà nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.